Thưa quý vị, sau hơn 4 năm thi công thì tuyến đường vành đai trị giá gần 10.000 tỷ đồng ở Hà Nội đã chính thức được thông xe vào sáng ngày hôm nay, 11 tháng 1. Tuyến đường được khởi công từ tháng 4 năm 2018 với hai hợp phần: mở rộng đường dưới thấp đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng và xây dựng tuyến đường trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, góp phần giảm tải cho một trong những điểm nóng về ùn tắc nhiều năm qua. Việc đưa tuyến đường này vào khai thác sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố Hà Nội tiếp tục đầu tư, xây dựng và hoàn thiện vành đai 2,5, vành đai 3,5 và đặc biệt là tuyến vành đai 4 đang được triển khai đồng bộ. Toàn tuyến đường vành đai này có 8 nhánh lên xuống tại đoạn giao với cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng, trên phố Đại La và phố Trường Chinh, cùng lối lên xuống ở Ngã Tư Sở. Trong đó, nhánh lên xuống qua Ngã Tư Vọng là hạng mục phức tạp nhất với trục cầu cạn cao nhất Hà Nội. Tại đây, độ cao từ nền đường trên cao tới mặt đất khoảng 30m, gấp 1,5 lần so với các trụ cầu của các dự án khác. Trong tương lai, khu vực này sẽ hình thành nút giao 4 tầng xe chạy. Ngay sau lễ thông xe, các phương tiện lưu thông trên cầu thuận lợi, nhưng tại một số nút rẽ bị ùn ứ cục bộ, nhất là đoạn nút thắt Ngã Tư Sở. Trên cao thì thoáng, nhưng mà mấy cái đầu nút giao xuống Ngã Tư Sở, chỗ này tôi sợ là tắc ấy. Cái nút giao đây rồi mới là đầu Ngã Tư Sở. Xuống hay bị dồn lắm. Kia nó tắc, nó dã man kia. Trước đây thì nó có cái chỗ này nó thông vào đây thì có thể các phương tiện ô tô thì có thể là đường kia thì còn đường này thì đi vào, nhưng bây giờ chỉ có một lối duy nhất rồi kia đi ra. Nó hướng về Minh Khai là cái chỗ này giao thông rất là cực kỳ bất tiện, và quanh năm là từ hồi mà cái đường này bắt đầu nó mở rộng đến đây bắt đầu là đi vào khu vực tham rất là khó khăn. Để giảm ùn tắc, Sở Giao thông Vận tải đã lên phương án phân luồng Ngã Tư Sở, phương tiện cấm bị rẽ trái theo hướng Láng Tây Sơn. Thay vào đó, các xe sẽ đi thẳng qua nút giao và rẽ trái tại điểm quay đầu đường Trường Chinh, sau đó sẽ phải về Tây Sơn. Đồng thời, người tham gia giao thông cũng không được đi thẳng phía dưới cầu vượt Ngã Tư Sở để ra đường Tây Sơn. Phương án đưa ra là đi thẳng bằng cầu vượt hoặc rẽ phải về đường Trường Chinh, rồi rẽ phải để đi Tây Sơn.